Rồi, xin chào các bạn, AK Shop gửi bạn video giới thiệu bạn cách lắp đặt mạch tích hợp xi nhan vào đèn hậu. Và đây là version 2 bản mới nâng cấp so với version 1 trước đây, dành cho dòng xe Click và Fire đời 2018-2019 trở đi. Thì như bạn đã biết, dòng xe này có hai xi nhan zin là nằm rời bên ngoài, cái này nhìn nó không có thẩm mỹ phần sau, nên đa số hầu hết rất nhiều anh em sẽ chọn giải pháp tích hợp xi nhan vào bên trong đèn hậu. Thì cách đây thời điểm mình làm video này là tháng 5 2019, thì từ năm 2018 mình đã giới thiệu với các bạn cái sản phẩm mạch tích hợp xi nhan như đèn hậu, và những video trước kia là mẫu cũ. Và đây, video này sẽ là version 2 nâng cấp hơn, vẫn mạch các bạn nhìn vẫn giống y chang như version 1, nhưng mà mình nâng cấp cái đoạn code trong cái mạch này để nâng cấp thêm phần hiệu ứng ở chế độ stop và hiệu ứng ở chế độ xi nhan. Ở version 1 thì xi nhan chỉ là có hiệu ứng chạy mà thôi, còn thắng thì cũng có một kiểu là kiểu nhấp nháy stop F1. Còn version 2 này mình sẽ nâng cấp thêm phần xi nhan, sẽ có được hai kiểu, kiểu như bình thường là chớp tắt và kiểu chạy. Riêng phần thắng sẽ có được 6 kiểu hiệu ứng ở chế độ thắng, bao gồm 5 kiểu hiệu ứng chạy hoặc là chớp tắt hay là quét airbag vô, và một hiệu ứng là hiệu ứng như zin, là bình thường sáng nhẹ, đèn sẽ sáng nhẹ, đạp thắng sáng mạnh, để phục vụ những anh em có nhu cầu thích tích hợp xi nhan cho đèn hậu, nhưng mà anh em không thích xi nhan chạy, hoặc là những anh em không thích những thắng mà kiểu này kiểu kia, người ta vẫn thích như zin là thắng sáng mạnh lên mà thôi, và xi nhan là chỉ cần chớp tắt chứ không chạy. Thì đối với version 2 thì mình sẽ đáp ứng luôn tất cả những yêu cầu đó của anh em. Và riêng phần thắng như mình đã nói, mình sẽ không chỉ riêng một kiểu như version 1, mình sẽ có thêm 5 kiểu nữa cho nó hoàn thiện luôn cái phần tích hợp xi nhan cho đèn hậu này. Và sẵn mình nói một điều luôn là tất cả những đèn trên mạch này đều là màu đỏ. Vì sao mình không cần làm màu vàng? Bởi thực tế cái đèn các bạn thấy rõ là mặt kính nó màu đỏ nè, nên khi các bạn gắn màu đỏ hay màu vàng vào, nếu các bạn đứng kế bên xe, các bạn bật đèn thì các bạn có thể phân biệt được đỏ vàng nó chênh lệch ra được xíu màu. Còn khi từ xa, khi các bạn di chuyển trên đường thì những xe phía sau người ta chỉ nhìn thấy được cái đèn của bạn nó chạy nó chớp tắt thôi, chứ người ta cũng không phân biệt được đỏ hay vàng đâu. Nên mình không làm màu vàng, mình chỉ làm một cần thiết một màu đỏ, nhưng mà sẽ nâng cấp hoàn thiện cái đèn sản phẩm bên mình so với một số sản phẩm khác trên thị trường, đó là mình sẽ đầy đủ những hiệu ứng ở chế độ stop và xi nhan cũng sẽ vừa kiểu chạy và kiểu chớp tắt. Và một điểm khác biệt sản phẩm bên mình nữa so với một số sản phẩm có trên thị trường từ version 1 mình đã có, đó là mình sẽ có cho các bạn được tùy chọn cái cường độ sáng mạnh của led nè, và có 5 cấp độ từ sáng nhẹ nhất cho tới sáng mạnh nhất, đáp ứng được yêu cầu của anh em thích nào. Thích nhẹ thì mình chọn nhẹ, còn thích sáng mạnh thì mình chọn sáng mạnh. Nhưng lưu ý các bạn có 5 cấp độ số 5 là mạnh nhất, thì mình khuyên các bạn đừng nên chọn cấp độ số 5, thì nó sẽ gây phản cảm đối với những xe đi sau. Thì các bạn chơi đèn thì các bạn muốn nghĩ đến những anh em đi sau mình nhiều, đặc trường hợp là mình là người ở vị trí phía sau xe trước, nó mở đèn sáng mạnh quá sẽ gây chói mắt các bạn. Nên các bạn muốn mạnh nhất các bạn chọn mức số 4 là vừa, còn các bạn muốn sáng vừa các bạn chọn mức số 2 và số 3. Thì cách sử dụng chọn cái mức sáng nó như thế nào và chọn chế độ stop kiểu gì và xi nhan cái gì, trong mấy phút nữa mình sẽ nói các bạn. Thì bây giờ mình sẽ nói sơ qua về cách lắp đặt luôn, để những anh em ở xa có thể đặt hàng và coi theo video này và liên hệ với thợ tỉnh nhà của các bạn lắp đặt cho các bạn. Thì một mạch mình bán về sẽ như thế này, hai dây vàng là hai xi nhan nha, dây xanh lá, dây trắng, dây đen, dây đỏ. Dây đen dây đỏ là mát lửa, các bạn biết rồi, quy ước toàn quốc tế luôn, mà thường thấy đen đỏ là biết một mát một lửa. Dây trắng là dây đụng để chọn cái cường độ sáng, còn dây xanh lá này là để dây thắng. Thì đây là mình có một hình ảnh, một cái đuôi mình đã tháo rời sẵn và một cái đuôi mình làm hoàn thiện trở lại. Một cái đuôi mình đã, các bạn muốn lắp đặt phải tháo rời ra hết như thế này. Và đây là cái bo zin, cái bo đèn hậu zin của bạn mình sẽ cắt ra luôn. Mình phía sau nó có 3 dây nè các bạn. Các bạn cắt đứt 3 cọng dây này để các bạn nối vào cái mạch tích hợp. Trên này nó chấm chì rồi, rất là chắc rồi, các bạn rất sợ khó xả ra, các bạn chỉ việc cắt nó đi. Thì nó có 3 dây, dây xanh lá, dây mát là ký hiệu là GND, dây đen là dây stop, và dây xanh dương là dây nguồn 12V khi mở khóa. Cách hàng vào như thế nào thì đây mình sẽ cho bạn xem. Dây đỏ của mà tích hợp vô đèn hậu nha,
khi đổi cái mạch các bạn đấu vào dây sinh dương của cái đèn đuôi này. Cái đường điện này đường điện zin nha, cái dắt đèn này là dắt đường điện zin của xe. Dây đỏ các bạn hàng dây sinh dương, dây đen của mạch các bạn hàng vào dây sinh lá là dây mát. Đỏ vô sinh dương, đen chỗ ghê là đây hàng dây mát. Hai dây vàng các bạn chích lỗ nhẹ, các bạn đưa ra ngoài, các bạn lòn giống cao su, các bạn đi ra ngoài và các bạn để như thế này. Và mình sẽ gửi kèm cho các bạn là hai cái code này luôn, hai code đồng này, hai cái code đồng kêu dắt đầu đạn á. Đây là đầu xịn chúng ta đầu bình thường nha các bạn, rất là dày và cái cứng mình chứ mình không sàn bình thường. Thì sau khi các bạn lòn và bấm dây như thế này, nói các bạn chọn xi nhan rồi, dây sinh lá là dây thắng nè, sinh lá trên cái mạch nè, sinh lá các bạn hàng vào dây đen trên cái đường điện zin của cái phần đuôi. Rồi chỉ còn dây trắng thì các bạn chừa, các bạn chọn độ sáng. Sau khi các bạn hàng xong, các bạn sẽ lắp đặt vô, các bạn lắp cái mực màu trắng chụp lại, xong rồi các bạn bóp ốc vít, các bạn sẽ lắp đặt một cái đuôi lèn là hoàn chỉnh như thế này ha. Và các bạn sẽ đóng một ký vô, mạch này bảo hành cho bạn 1 năm nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho kỹ thuật hướng dẫn các bạn chọn 5 cái mức độ sáng. Chưa chưa chọn đi giùm đi. Quay video lẹ. Bây giờ mình sẽ cho bạn cấp điện vô và coi cái test 5 cái mức độ sáng trước. Thì cái bước này các bạn phải làm sẵn luôn, tại vì khi làm xong các bạn sẽ sau khi làm xong các bạn sẽ bỏ dây trắng trong đuôi luôn, nên các bạn phải làm trước luôn, ghim vô để kích độ sáng. Rồi bây giờ nó sẽ có 5 mức độ. Rồi các bạn mở khóa lên, đèn nó sẽ chạy hướng quét khi mở khóa trước rồi đó. Rồi các bạn dùng cái dây màu trắng nè, các bạn kích vô cái chân 12V á, để bạn chọn lấy lửa mò kích. Rồi yếu nhất nè, cấp độ số 1 nè. Rồi số 2, số 3, số 4 và số 5 là sáng nhất. Rồi thường mình sẽ chọn mức độ số 4. 1, 2, 3, 4. Rồi là mức độ vừa ok. Sau khi các bạn chọn xong rồi, các bạn sẽ tắt khóa đi. Xong rồi các bạn sẽ xử lý cái phần dây trắng này, các bạn cắt bỏ hoặc là các bạn quéo chùm dây quéo lại được rồi. Là các bạn bỏ trong đuôi luôn để đừng chạm điện. Sau đó các bạn sẽ làm hoàn chỉnh cái phần ngoại hình của đèn. Rồi các bạn lắp đặt lên xe. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái version 2 này nó khác version 1 như thế nào. Như mình đã nói ở ban đầu video, đó là nó sẽ có 6 kiểu ở chế độ stop và 2 kiểu xi nhan. Cách chọn sẽ như thế nào mình sẽ nói liền trong mấy phút nữa. Và lưu ý các bạn một điều, như mình đã nói là mình không làm màu vàng trên cái đuôi, mình tập trung vào những hiệu ứng của đèn cho nó đầy đủ đẹp mắt. Còn màu sắc thì mình đã nói rồi, từ xa, những xe sao từ xa rất khó phân biệt được cái nào là đỏ, cái nào là vàng. Chỉ khi nào các bạn đậu kế bên cái xe đó rồi bạn có thể phân biệt được chút xíu, và những ai phải để ý lắm các bạn mới được cái điểm khác biệt đó thôi. Và một điểm khác nữa, sản phẩm bên mình mà tích hợp bên mình so với một số sản phẩm khác trên thị trường là điểm nào? Ngoài có thể chọn 5 mức độ sáng là mình không nói gì ha, còn hiệu ứng mình đã làm hoàn thiện tất cả hiệu ứng luôn. Và một điểm nữa là các bạn để ý, khi đèn sáng là sáng tất cả, nhưng mà khi bật xi nhan bên nào thì bên đó sẽ hiển thị xi nhan là chạy hoặc là chớp tắt, chứ không tắt hẳn nguyên cái đuôi đèn. Các bạn để ý những xe hơi, kia là xe 4 chỗ chứ lên xe 4 bánh đó, khi mở đầu mi là hai bên cùng sáng đúng không? Bật xi nhan bên nào thì chỉ bên đó người ta hiển thị màu vàng và chạy hoặc chớp tắt thôi, chứ người ta không tắt đi phần còn lại. Bên mình cũng sẽ dựa theo cái nguyên lý đó mà mình xử lý code trên cái mạch này, là khi xi nhan bên nào nó sẽ hiển thị xi nhan bên đó, và cụ thể là xi nhan chạy đi thì bên còn lại vẫn sáng đèn. Để chi làm như vậy, cái phần đuôi đèn các bạn nhìn nó đẹp mắt hơn, nhìn nó rất là ok, cái viên của phần đèn nhìn nó không bình. Còn nếu mà làm tắt đi á, một số sản phẩm thì mình được biết là khi bật sáng đờ mi nè, sáng hai bên bật xi nhan, cái nguyên cái đuôi tắt hết luôn, cái gì hiển thị một bên thôi à, một bên nó chạy hoặc bên nó chớp tắt hay sao đó mình không cần biết, tức là mỗi chỗ khác nhau. Nhưng mà bên mình
vẫn giữ lại cái phần đầu mi bên này cho như thế này cho đẹp. Nào mình sẽ đưa camera Akasha để các bạn hình dung. Thấy rõ ha. Chứ tự nhiên mà bây giờ bật xi nhan bên trái thì ví dụ bên trái đang chạy chớp tắt, tự nhiên bên phải nó tối hù luôn. Nhìn nó hơi vô duyên cái phần đuôi. Cái phần đèn sau các bạn ấy, nhìn nó kỳ lắm, không thẩm mỹ. Mình đã hoàn thiện luôn cái phần đó. Thì đối với nhưng mà tích hợp màu xanh như thế này là mình đã hoàn thiện cái phần code rồi. Version 2 khác version 1 cái phần hiệu ứng rồi thôi. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái version 2 này để các bạn chọn cái phần kiểu của chế độ stop và xi nhan. Như mình đã nói có 6 kiểu, một kiểu zin và một 5 kiểu hiệu ứng. Bây giờ các bạn tắt khóa xong đúng không? Các bạn lắp đặt hoàn chỉnh như này, các bạn trước tiên các bạn chọn kiểu stop. Bằng thao tác như thế nào các bạn bóp thắng giữ luôn, các bạn mở khóa lên, mở khóa xe lên và các bạn giữ đèn tay thắng tí xíu xong các bạn buông ra. Rồi lúc này bộ đèn mình sẽ rơi vào kiểu đèn cho các bạn chọn kiểu stop và sẽ có 6 kiểu và cách chọn như thế nào. Các bạn chọn một kiểu khác nhau thì các bạn chỉ việc bóp thắng giữ xíu xíu các bạn buông ra là các bạn sẽ sang một kiểu. Rồi đây là kiểu chớp đứt đoạn, chớp xong rồi ngưng cái rồi chớp tiếp. Bây giờ bóp thắng để đổi kiểu mới. Rồi các bạn thấy rõ ha, nó qua kiểu mới thấy chưa. Đây là kiểu số 2 rồi nha, là kiểu chạy cái qua chi lợi. Rồi bóp thắng giữ buông ra. Rồi đây là kiểu lùa ra lùa vô, lùa ra lùa vô. Đây là kiểu thứ 3. Rồi tiếp nữa. Rồi đây là kiểu thứ 4 nè. Và thấy rõ ha, đây là mình đang chỉ các bạn chọn hiệu ứng khi thắng. Kiểu thứ 4 rồi, kiểu tiếp nữa, kiểu thứ 5. Đây là chớp liên hồi, chớp không ngưng, kiểu chớp liên tục. Rồi kiểu thứ 6. Rồi các bạn thấy rõ kiểu này nó không chớp gì hết. Thì đây được gọi là kiểu zin, là đờ mi sáng nhẹ là phán sáng mạnh. Đây là 6 kiểu. Rồi bây giờ mình sẽ đổi cái kiểu mình thích đi cho đẹp mắt đi. Rồi đổi bóp tiếp nữa là bóp thắng giữ luôn. Rồi đổi tiếp. Đó ha, lùa qua lùa lại, lùa qua lùa lại. Rồi sau khi thí dụ mình thích cái kiểu này rồi, ok mình tắt khóa. Rồi xong. Đó là các bạn chọn hiệu ứng thắng, kêu là gọn kiểu khi thắng á, và 6 kiểu. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng để chọn xi nhan. Rồi cũng giống như quy trình hồi nãy, các bạn sẽ giữ thắng luôn. Rồi sau đó các bạn sẽ mở khóa xe lên. Lưu ý nha, giữ thắng luôn nha. Bóp thắng luôn nè, mở khóa xe lên nè. Rồi buông thắng ra. Xong bật xi nhan trái, xi nhan phải, tích tắt xi nhan trái liền. Rồi lúc này nhớ nha, chọn thắng thì bóp thắng, chọn thắng thì các bạn giữ thắng luôn, vừa mở khóa xong rồi đợi khoảng 1-2 giây các bạn buông thắng ra thì bộ đèn mình sẽ rơi vào là chọn thắng. Còn muốn chọn xi nhan á cũng giống như quy trình như hồi nãy, giữ thắng luôn xong rồi mở khóa xe, giữ thắng 1-2 giây buông ra, xong bật xi nhan trái xi nhan phải liền và tắt xi nhan cái, thì lúc này nó sẽ hiểu là mình chọn kiểu xi nhan. Rồi xi nhan sẽ có 2 kiểu, một là kiểu chạy như thế này, hai là kiểu chớp tắt. Thì các bạn muốn đổi kiểu giữa xi nhan với nhau, các bạn vẫn giữ sử dụng tay thắng, các bạn bóp một cái, bóp giữ cái bạn buông ra, bóp buông. Rồi cái lúc này các bạn thấy xi nhan mình mà là chớp tắt đúng không? Thí dụ các bạn thích chớp tắt thì các bạn chọn như này, xong các bạn tắt khóa đi. Ok, các bạn tắt khóa xe. Rồi xong các bạn mở khóa lại và các bạn test đèn nè. Từ từ để nó, khi các bạn mở khóa thì đèn của mình nó sẽ khởi động, xong nó sẽ tăng sáng mạnh sáng nhẹ, xong nó trả về đúng cái mức độ sáng số 4 các bạn đã chọn ban đầu. Rồi bây giờ mình sẽ thử xi nhan nè. Do hồi nãy mình chọn kiểu chớp chứ không phải kiểu chạy thì các bạn thấy rõ lúc này nó đã chớp. Và các bạn cũng lưu ý đúng không, bật xi nhan bên nào bên nó chớp thôi chứ bên còn lại vẫn sáng luôn. Như thế này thì cái đuôi đèn các bạn nhìn nó mới thẩm mỹ từ xa nè, nó sáng đều. Chứ không thôi tự nhiên giờ đang sáng mà các bạn tắt bật xi nhan tự nhiên nguyễn đuôi tắt hết, có một bên chớp bên kia tối hù nhìn nó kỳ. Và lưu ý khi đang bật xi nhan, nếu các bạn bóp thắng thì như thế nào thì cái phần đèn ở giữa của cái đuôi nó sẽ chớp tắt hiệu ứng stop F1 như thế này. Nếu các bạn lỡ có bóp thắng với đèn xi nhan ha, buông thắng ra thì xi nhan bình thường. Rồi tắt xi nhan đi. Rồi mình sẽ thử luôn xi nhan phía còn lại. Đó thấy rõ ha, đây là hiệu ứng xi nhan chớp tắt như zin. Để những một số khách hàng lớn tuổi á, mình đã nhận rất nhiều ý kiến sau khi để hoàn thiện được version 2 này, là một số khách hàng lớn tuổi người ta không thích chạy, người ta thích
chớp tắt như Vin thì mình làm kiểu này. Rồi bây giờ mình sẽ tắt khóa luôn. Xong, xin lỗi, khoan khoan, mình sẽ mở khóa lại, mình thử cho bạn cái stop. Hồi nãy cái đèn xi nhan các bạn thắng thì phần giữa nó sẽ chớp tắt, cái mặc định thì nó nói. Còn bình thường khi đang mở khóa xe, các bạn chạy trên đường, lưu thông trên đường, các bạn bật bật thắng đi, thì hồi nãy các bạn chọn kiểu này thì tất nhiên cái đèn mình sẽ như vậy thôi. Thấy chưa? Rồi lỡ đang bóp thắng mà bật xi nhan, giữ thắng luôn bật xi nhan nè, thì tự động nó sẽ ưu tiên xi nhan liền, nó không cần biết, có xi nhan nó sẽ hiển thị xi nhan liền, bởi vì là tín hiệu quan trọng. Tắt xi nhan đi mà vẫn đang giữ thắng luôn là tự động nó trả về cái thắng ban đầu các bạn chọn. Mà nãy giờ cái mạch mình đã xử lý mọi trường hợp khi các bạn sử dụng lưu thông trên đường. Rồi buông thắng ra, tắt khóa. Bây giờ mình sẽ chọn thắng sang kiểu chạy, xin lỗi, chọn xi nhan sang kiểu chạy cho đẹp mắt. Rồi mở khóa, giữ thắng mở khóa nè, rồi giữ thắng tiếp nè, rồi buông ra, bật xi nhan trái xi nhan phải, nhấn vô một cái. Rồi lúc này cái xi nhan mình chuyển qua kiểu chớp đúng không, ok không thích nữa, chuyển về kiểu chạy bật thắng. Rồi đây là kiểu chạy đúng, ok tắt khóa. Rồi tắt khóa cái, rồi xong rồi mở khóa lại. Rồi bây giờ thử xi nhan nè, hồi nãy mình chọn xi nhan là chạy đúng không các bạn, ok bật xi nhan, thấy chưa, xi nhan bây giờ sẽ là xi nhan chạy. Rồi rồi bóp thắng luôn, nó vẫn sẽ chớp tắt ở giữa. Rồi tắt xi nhan đi thì trở về bình thường. Xong rồi các bạn bật xi nhan bên phải để các bạn kiểm tra luôn. Rồi các bạn thấy đầy đủ ha, rồi các bạn tắt xi nhan luôn đó. Thì như mình đã nói, bây giờ mình đưa camera từ xa đi cho cái mặt kính của bạn màu đỏ, rồi thì cho dù các bạn để đèn màu vàng hay màu đỏ thì con mắt bình thường mà không để ý kỹ cũng không phân biệt được hai màu khác nhau. Và mình sẽ làm là không tắt cả đèn khi xi nhan, thì chính vì một số hay mình được biết một số sản phẩm người ta phải làm như vậy, tắt đi luôn cả phần còn lại để người ta dễ thấy xi nhan hơn. Còn cái mặt bên mình thì cho nó sáng nguyên đuôi luôn, không cho tắt đi. Và vừa rồi là mình đã giới thiệu các bạn cách sử dụng cái mặt tích hợp xi nhan vô đèn hậu version 2. Bổ sung so với version 1 là top sẽ có 6 kiểu, xi nhan sẽ có 2 kiểu, và trong đó top sẽ có kiểu như Vin và xi nhan cũng sẽ kiểu chết như Vin, để phục vụ những khách hàng lớn tuổi trung niên, người ta không thích nhiều kiểu cọ. Và một điểm nữa là các bạn hay thắc mắc là xi nhan sau khi tháo rời ra thì sẽ để là khoảng trống như thế này đúng không, thì mình sẽ có một miếng mica đen mình bít kín cái lỗ lại cho đẹp mắt. Thì đối với các anh em ở xa mua về, mình cũng sẽ gửi hai cái miếng này cho các bạn luôn, và một cục nháy xi nhan để các bạn thay lên xe. Cục nháy thì các bạn sẽ thay trên phía đầu đèn á, nằm dưới đồng hồ á. Đối với anh em ở xa mà đặt mua mạch gửi về, mình giao đầy đủ cho bạn linh kiện để bạn làm. Thì cái này các bạn chỉ việc lọc hai cái miếng giấy màu vàng vàng này ra xong. À, cái miếng này miếng bảo vệ cái mặt mica. Các bạn lọc ra xong các bạn sẽ để lên như thế này, và các bạn bắn keo về bên trong để các bạn giữ lại. Đây là lọc rồi nè, thấy chưa? Đó. Các bạn để lên và các bạn xử lý keo bên trong cho nó dính cứng cái miếng này, cho nó thẩm mỹ cái phần sau. Và vừa rồi luôn cũng là đầy đủ một bộ đèn mà tích hợp xi nhan vô đèn hậu, dành cho những dòng xe Click Vigo 2018-2019. Video này nhằm phục vụ những em ở xa và những anh thợ hoặc là cửa hàng ở các tỉnh thành liên hệ bên shop nhập hàng số lượng để lấy hàng về kinh doanh và làm theo cái hướng dẫn trên video này. Sản phẩm được bảo hành 1 năm cho các bạn. Mọi thắc mắc tư vấn các bạn gọi trực tiếp số điện thoại trên video. Thời gian shop làm việc từ 9 giờ sáng đến khoảng 6:30 tối. Ngoài thời gian trên sẽ không có người trực máy. Các bạn chỉ việc gọi tới hoặc các bạn để lại tin nhắn, hôm sau shop sẽ giải quyết từ từ. Và hiện nay lượng video cũng rất nhiều, nên những comment và những thắc mắc trên YouTube bên shop sẽ không thể nào xử lý sởi. Hiện nay shop chỉ làm việc qua Facebook là AKShop hoặc là Zalo, số điện thoại trên video. Những phần comment hỏi giá hay là thắc mắc gì bên YouTube shop sẽ không xử lý và không thể nào làm sởi hết mọi phần tư vấn hết. Các bạn cầm điện thoại lên gọi trực tiếp để có báo giá nhanh nhất. Cảm ơn các bạn dành thời gian xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trên những video tiếp theo.
Các bạn hãy tham khảo thêm nhiều video trên nhiều dòng xe tại Facebook hoặc là YouTube. Một lần nữa xin cảm ơn và xin chào các bạn.